Trên thực tế, có những tổ chức hoạt động tốt và trong lĩnh vực của các tổ chức, niềm tin là quan trọng. Một lần nữa, tôi nghĩ đến các tổ chức truyền thống, bởi vì tất cả các cuộc điều tra đã được thực hiện trong phạm vi của các tổ chức truyền thống. Ở các nước nói tiếng Anh, họ thường xuyên nói là phải vui vẻ khi đang làm việc. Có đúng không? Có nghĩa là cần phải thực sự hãy vui vẻ, hãy vui vẻ và hãy vui vẻ. Các bạn đều nghe thấy tất cả các điều đó trong những sự kiện team building, xây dựng đội nhóm. Vậy, đó là một điều gì đó đã in sâu thực sự trong mỗi chúng ta. Ngoài ra, còn có khái niệm luôn tạo ấn tượng cho một cá nhân rằng anh ta là người giỏi nhất. Hãy chú ý điều này, khái niệm đó không được gây trở ngại cho những người khác trong nhóm. Để trở nên giỏi nhất, luôn luôn có hai cách để làm điều đó. Đó thực sự là người mạnh hơn người khác, và người đó không cần chứng minh, bởi vì ai cũng thấy rõ điều đó. Hoặc để trở thành người giỏi nhất, người ta phải lấn át người khác. Hãy thận trọng, không nên áp đặt người khác. Mỗi người có chỗ đứng riêng. Cách tốt nhất để trở thành xuất sắc là niềm tin mong muốn trở thành người giỏi nhất. Nhưng chú ý, đôi khi nó có thể phá hỏng tinh thần đồng đội. Với tư cách là người lãnh đạo của một dự án, bạn chịu trách nhiệm quản lý tinh thần đội nhóm. Hãy cẩn thận với những người không nhất thiết phải giỏi nhưng muốn trở thành người giỏi nhất, có khi lại làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần đội nhóm. Chúng ta thấy những người như những các nhà sáng chế đột phá. Sáng chế đột phá ở đây không chỉ là về mặt công nghệ, đó là những người khi gặp một vấn đề nhất định sẽ cố gắng chủ động cải thiện mọi thứ hoặc nhìn nhận vấn đề từ một hướng khác. Chú ý đến các chi tiết, điều đó là quan trọng. Điều tệ hại đang ẩn giấu trong các chi tiết, như chúng ta hay nói theo thói quen. Nhưng đó là những gì mà sẽ tạo ra sự khác biệt. Nói chung, sẽ tạo ra sự khác biệt giữa quản lý nhóm tốt và quản lý dự án tốt và nhóm quản lý còn lại. Chúng ta cũng thấy có những người không nhất thiết phải thuộc một đội nhóm. Họ như một cá thể và chỉ tham gia với nhóm. Vì vậy, hãy coi mọi người như những cá nhân. Hãy nói chuyện với họ như phải nói chuyện với một cá nhân. Và sau nữa, phải có khái niệm về tự hào sản phẩm, về tự hào về dịch vụ của mình. Điều đó là quan trọng. Các bạn thấy sự khác biệt trong tâm lý của những người thuộc một tổ chức đang trong giai đoạn phát triển, nơi chúng ta đang tin tưởng, đi tới và thành đạt, nơi chúng ta đang chiến thắng. Và bên cạnh đó có những người trong một tổ chức đang ở trong giai đoạn đi xuống. Chất lượng thành viên có thể giống nhau, nhưng cách họ phản ứng theo môi trường xung quanh thì khác nhau. Vì vậy, trong tinh thần đội nhóm, chúng ta thường thấy phải giao tiếp một cách thân mật, gần gũi. Bên cạnh đó, có những môi trường có những cách giao tiếp lịch sự, nhưng khi bạn đang trao đổi thông tin, khi bạn tương tác, cách giao tiếp thân mật lại trở nên quan trọng. Cũng quan trọng, và điều này liên quan đến những gì tôi đã nói trước đó, khái niệm về giao tiếp một cách thân mật là chúng ta nên chọn làm việc ở một công ty đang phát triển, đang có thành quả hơn là trong một đội nhóm đang trì trệ hay chậm chạp. Bởi vì trong trường hợp đó, vai trò quản lý để tạo động lực cho một đội nhóm là điều quan trọng, và đó là điều cần lưu ý đến. Tầm quan trọng càng ngày càng lớn. Bạn đã thấy sự khác biệt giữa có nhiều tấm hình mô tả cách quản lý của một người sếp đang ra lệnh, đó là cách bạn phải làm, hoặc người lãnh đạo đang chỉ ra một con đường cho mọi người phải đi theo. Thực tế là phải bắt tay vào làm. Vì vậy, cần phải có sự hiểu biết nhất định. Tôi không nói rằng chúng ta cần biết tất cả các chi tiết hoạt động, nhưng thời gian khi bạn có một người đang là cấp trên, có một tầm nhìn chiến lược và kiến thức lý thuyết để ra lệnh cho những người cấp dưới, cho những nhân viên hiện. Tôi đã từng trải qua giai đoạn đó, thì tôi nghĩ rằng, tuy không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian đó đã kết thúc hoặc sắp kết thúc. Bây giờ chúng ta đang hoạt động theo kiểu vận hành, và điều đó không ngăn cản chúng ta suy nghĩ. Ngược lại, khi chúng ta bị ngăn chặn bởi các ràng buộc vận hành, đôi khi chúng ta sẽ có cách giải quyết vấn đề theo một cách sáng tạo hơn một chút so với cách quản lý hơi lệch với các vấn đề thực tế. Và một điều cũng quan trọng, và đó là điều mà chúng ta đã nói rất nhiều về văn hóa doanh nghiệp, về triết lý doanh nghiệp. Hãy cố gắng mang đến cho đội nhóm của bạn một bản sắc riêng. Điều quan trọng là
mọi người phải thấy được mình thuộc một bản sắc nhất định. Ngày nay người ta hay nói nhiều về khái niệm bản sắc. Bản thân tôi, do tôi từng quản lý các đội nhóm, tôi thấy một điều quan trọng là phải khiến bạn biết được bạn là ai mới có động lực, mới biết cách tạo ra sự khác biệt đối với những người khác, để chính xác tạo ra tinh thần của nhóm nhằm có khả năng giải quyết những vấn đề. Các bạn có đồng ý không?